Hello, xin chào mọi người. Mình thấy một con thuyền khá là nhỏ bé ở giữa cái dòng sông mênh mông như thế này. Các bạn thấy ngay giữa cái dòng nước lớn như thế này thì có một con thuyền nó đang lênh đênh. Các bạn thấy nhìn rất là nguy hiểm các bạn. Ồ, có hai vợ chồng đang tựa lưng nhau để chèo cái thuyền này đi ngay giữa cái dòng sông này. Các bạn thấy ghê không các bạn? Dù là nó có cái đuôi tôm phía sau để có thể chạy, nhưng mà không biết tại sao mà cái thuyền này nó không sử dụng cái máy nổ để mà chạy, nó đang sử dụng bằng cái sức người các bạn. Người vợ thì đang chèo lái rất là thực sự, thì lúc này cũng không phải chèo nữa mọi người, bởi vì hình như là dòng nước nó đang đẩy cái con thuyền là đi một cách rất là tự nhiên mọi người. Đây, cái người phụ nữ chỉ cần hơi lái một chút xíu thôi mà cái con thuyền này nó đã đi rồi. Thì bạn thấy nhìn rất là chênh vênh, các bạn nhìn thấy rất là sợ các bạn không? Mực nước ở cái mép thuyền nó đã đó, các bạn thấy con thuyền lúc lắc nhìn rất là sợ các bạn. Ồ, nếu như cho mình ngồi trên con thuyền này thì mình chắc cũng không dám hồ được mọi người. Đó, các bạn thấy không, tốc độ đi nó rất là nhanh các bạn. Cái dòng nước nó đưa con thuyền đi một cách rất là nhanh này, các bạn thấy không? Đó, chỗ ghê quá. Đây là nó vướng cái mố thuyền này các bạn. Đó, cái con thuyền này mình bị vướng mất rồi nên mình không được quay tiếp rồi, tiếp ghê mọi người. Ở phía đây thì mình thấy một cái cano nó đang chở khách du lịch đi khá là đông này các bạn. Các bạn thấy không? Đó, ôi da. Khá là nhiều khách du lịch đang ở trên con thuyền này nữa các bạn. Cái cano này các bạn, nó chén nước các bạn, lại các bạn thấy chén nước ghê không các bạn? Dễ sợ không? Đó, các bạn thấy không? Đó, khi các bạn thấy là cano này nó đi ngang qua thì con sóng nó tạo nên rất là lớn các bạn. Các bạn thấy này. Đó, các bạn thấy đó, bên đây là có hai cái anh này, anh đang mới bước lên cano, các bạn thấy không? Sóng nó đánh này. Cẩn thận nha hai cái anh chàng này. Cẩn thận nha mọi người. Cano nó vừa qua nên nó tạo ra một cái đợt sóng khá là mạnh, các bạn thấy không? Đó sóng này các bạn thấy không? Các bạn thấy những con sóng rất là lớn nha các bạn. Một khi những cái cano đi ngang qua, các bạn thấy nó tạo ra những con sóng quần như vậy các bạn. Đó, các bạn thấy này, các bạn nhìn cano mà cặp bên bến này các bạn thấy không? Sóng nó đánh này, trời ơi, nó dập dìu này. Nhìn rất ghê các bạn, trời ơi muốn lật luôn cái cano ở bên sông này luôn các bạn. Con sóng bắt đầu chạy vô đây, sóng bắt đầu chạy vào bờ các bạn này, các bạn coi này. Đó, cano nó chạy qua mà sóng nó dữ dằn như vậy các bạn. Chà, dễ sợ thiệt. Các bạn thấy dữ không? Đó, sóng nó đánh vô bờ này các bạn coi này. Các bạn coi nha các bạn, đây là sóng này. Đấy, ấy các bạn thấy này, đó là sóng dữ dằn này. Thật là dễ sợ luôn. Xin chào các bạn, mình đang thấy một cái tàu chở khá nhiều đồ ở trên cái thuyền này. Để mình xem là cái tàu này nó chở cái gì. Và hồi nãy thì mình thấy nó đi tốc độ rất là nhanh, nhưng hiện nay thì mình thấy nó đi đã giảm tốc độ xuống và đi rất là chậm. Bởi vì phía trước của nó là một cái gầm cầu thấp các bạn. Đó, không biết là nó có qua được hay không. Và các bạn thấy tự nhiên nó đã đi chậm lại rồi. Lúc nãy mình đi thấy là đi tốc độ rất là nhanh các bạn. Và mình quan sát thì thấy nó đang chở chuối ở trên cái tàu này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều chuối nha mọi người. Và bây giờ là tài công đang gọi là ngắm nghía để xem có thể vượt qua được cái cầu này hay không. Bởi vì cái khúc sông lúc này là nước lớn, do đó mà từ cái mặt nước lên tới cái miệng cầu này khá là sát nhau các bạn. Đó, để xem cái con tàu này nó có thể vượt qua được cái gầm cầu thấp này hay không các bạn. Đó, bạn thấy nó sắp đụng rồi đó, xít nữa thôi. Một chút xít nữa thôi là có thể đụng rồi các bạn. Rồi, hình như là tài công quyết định sẽ vượt qua cái gầm cầu thấp này, đi ngược lại bên kia thì có một con thuyền khác, không biết có đụng nhau hay không. Đó, các bạn thấy, rồi, các bạn thấy giờ cái tàu này nó đã dừng lại rồi các bạn, có khả năng không biết có vượt qua được hay không. Này nó rất là thấp các bạn ơi. Đó, lúc này con thuyền đi rất là chậm mọi người. Đó, và anh tài công anh gần như anh đứng dừng lại một chỗ luôn rồi mọi người ơi. Đây là trên cái thuyền này mình thấy chở khá là nhiều chuối, và chuối được chất ở phía trên ở cái nóc tới bon tàu luôn đó cả anh. Các bạn thấy xém nó đụng đầu luôn cái anh tài công nha mọi người. Đó, anh cúi đầu xuống đó mọi người. Rất là nguy hiểm khi qua đó. Sau đó khi mà qua rồi bắt đầu là hai anh mới nhấc. Đó, anh nhấc cái mái vòm lên đó. Đó. Các bạn thấy mực nước lên cỡ này các bạn. Trời ơi. Cái thuyền nó ngập cỡ đó rồi mà con thuyền này nó vẫn khó mà qua được cái gầm cầu các bạn thấy không? Nước gần như ngập tới gần cái cầu này rồi. Và cuối cùng thì cái thuyền này nó cũng quyết định đi qua được. Ở trên cái thuyền này thì người ta phủ mấy cái tấm lưới đen che những cái nải chuối đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, con thuyền này nước nó ngập mà gần như là gần sát với cái mạn thuyền rồi, nhưng mà anh vẫn quyết định đi qua cái gầm cầu thấp này. Và phải nói là một pha đi qua gầm cầu thấp chắc khá là nguy hiểm,
chỉ cần chút xíu thôi là đụng cái đầu rồi. Đó, bây giờ thì con thuyền kia nó đã chui qua được cái gầm cầu và nó đi qua được khá là xa rồi. Đó, các bạn thấy cái mức nước lúc này nó lên khá là nhiều các bạn. Đó, nguy hiểm lắm các bạn ạ. Đó, phía bên kia thì cũng có một số con thuyền nhưng mà nó... Để mình xem ở đây các bạn thấy không? Cái mực nước là khá là thấp. Từ xa kia có hai cái, một cái xà lan và một cái thuyền nó đang chạy trên dòng sông này. Đó, các bạn thấy cái thuyền gỗ này chạy khá là nhanh các bạn. Đó, các bạn thấy tốc độ chạy ghê không? Còn cái xà lan thì mình thấy nó gần như chìm rồi các bạn. Ồ, nó sắp ngập luôn các bạn. Khá là to các bạn này. Để mình xem nó sẽ vượt qua cái khúc phía trước này nha các bạn. Phía trước này mình thấy là sẽ có một gầm cầu thấp. Đây các bạn, phía trước này là một cái gầm cầu rất là thấp các bạn. Cái mực nước nó gần như sát với kem. Cái gầm cầu nó sát với mặt nước các bạn. Đó. Và cái các bạn xem này ha, hai cái xà lan. Một cái xà lan và một con thuyền nó sẽ vượt qua cái khúc gầm cầu thấp là như thế nào. Đây. Cái thuyền nó sắp chuẩn bị tới rồi các bạn. Đây này, đây là cái xà lan này. Như là các bạn thấy là từ xa nó đang đi chuẩn bị tới này các bạn. Ấy, cái mực nước các bạn thấy ghê không? Đó. Và chuẩn bị nó sẽ chui qua cái gầm cầu thấp này coi như thế nào nha mọi người. À, trước mắt thì mình thấy con thuyền nó đi rất là nhanh rồi. Nó đã vượt lên cái xà lan khá là xa, một khoảng cách khá là xa. Thì mình để xem cái thuyền nó vượt qua cái gầm cầu thấp này có dễ dàng hay không nha. Con thuyền gỗ này thì cũng khá là nhỏ thôi, mình nghĩ là nó sẽ đi qua cũng khá là nhanh thôi. Mình thấy tốc độ nó đi thì cũng không có giảm là bao đó, bắt đầu nó giảm tốc độ các bạn. Đó, tốc độ nó giảm rất là nhiều rồi đó. Giờ nó vẫn phải canh me này, cũng không dám đi với tốc độ nhanh. Đó, con thuyền gỗ này thì cũng để mình xem nào. Cũng chỉ có một người đây, cái anh tài công này anh đang ngắm ấy, vừa lái vừa ngắm ấy. Còn thường cũng có một anh kế bên nữa, một người bẻ tay lái và còn người ngắm đó vượt qua rồi đó. Không biết là có đụng cái nóc lại ai đụng không bạn. Đó, chỉ chút xíu các bạn, còn chừng 30 đến 40 cm là có thể đụng cái nóc của cái thuyền gỗ này rồi, cũng là một pha khá là nguy hiểm các bạn. Đó. Cho nên là khi mà từ xa thì cái anh đã giảm tốc độ rồi. Và lúc này cái con thuyền gỗ này thì nó đã vượt qua an toàn cái gầm cầu sắt này rồi. Đó, nó bắt đầu nó tiến lên và tăng tốc các bạn, nó chở một số trái dừa này. Anh tài công anh cũng khá là yên tâm rồi. Còn phía sau này các bạn đây. Đây cái xà lan lúc nãy mà hai cái đi cùng lúc thì bây giờ cái xà lan nó mới bám theo sau thôi các bạn. Và cho bạn xem cái xà lan nó sẽ tiến sát vào trong cái gầm cầu sắt như thế nào nha. Các bạn thấy cái mực nước không? Đó, cái mực nước này các bạn đây. Ui giời ơi. Này phía trước là cái mỏ neo các bạn. Trời ơi. Cái mực nước là nó sát ngập gần với cái xà lan các bạn, nó ngập gần như ngập luôn các bạn. Đó, trên đây mình thấy chở khá là nhiều thứ này, nào là dây thừng rồi lốp xe này các bạn ơi. Ui giời ơi, nó ngập này. Không biết nó chở đồ gì mà nó ngập kinh khủng các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ui giời ơi, ghê quá này. Này cái anh này anh đứng anh ngắm này. Ngắm xem không biết có vượt qua cái cầm cầu sắt này hay không. Khá là nguy hiểm mọi người ơi. Đấy, cái con xà lan này đã ngập cái này rồi mà không biết là nó có khả năng nó chua được các bạn. Rất là dễ dàng. À, nó không phải quay đầu nha mọi người. Như vậy là cái khả năng anh đã phán đoán là có thể vượt qua được. Nhưng mà đây, cái anh tạch trong anh vẫn phải núp xuống này các bạn. Thấy không? Nếu mà anh đứng lên là coi như mất cái đầu luôn đó các bạn. Đó, anh phải ngồi xuống anh núp luôn đó. Qua cái gầm vào anh mới đứng lên này. Đứng lên làm gì này. À, bắt đầu anh mới dựng cái bánh lái tàu lên này các bạn. Thấy không? Hai vợ chồng này. Đó, các bạn thấy cái tàu nó ngập lên cái này mà. Đó, các bạn thấy qua cái gầm cầu rất là nguy hiểm nha. Các bạn mà đứng trên đây thì thôi rồi đó, coi như là mất cái đầu luôn đó mọi người. Này, các bạn thấy này. Đó, cái xà lan này nó ngập cỡ này các bạn thấy nha. Nó mới chui qua được cái gầm cầu thấp như vậy. Hôm nay thì con thuyền kia thì qua quá là dễ dàng. Và mình thấy cái xà lan này chở rất là nhiều đồ các bạn ha. Nó đắp bao tải lên này. Đó. Đó, con tàu này, con xà lan này của Tiền Giang 14170 đó. Bây giờ người ta dựng cái giảm lên để ngồi để mình tiếp tục lái tàu. Vậy là cái xà lan này đi qua được cái gầm cầu thấp này có khá là an toàn rồi. Rất là yên tâm nha mọi người. Lúc đấy mình rất là lo lắng không biết là cả anh có vượt qua được không. Bởi vì anh đứng lên rồi anh phải ngồi xuống như vậy, anh núp xuống. À, phía ngược lại thì có một cái xuồng máy này các bạn. Ú, nó chạy ghê quá. Chui qua luôn. Chà, các bạn thấy chạy tốc độ ghê không? Các bạn thấy những xuồng máy thì nó không sợ đụng đầu đâu. Các bạn thấy chạy rất là ghê, không thèm giảm tốc độ luôn. Đó, các bạn thấy chạy ghê không? Anh chạy ghê không? Ú à. Tốc độ sợ thật chứ. Đó, chui thêm qua gầm cầu này luôn. Không hề giảm tốc độ. Anh chạy một tốc độ phải nói là cực khủng luôn các bạn.
đó. Các bạn thấy là khi mà đi qua cái gầm cầu như này thì chỉ có những con thuyền nhỏ mới dám đi với tốc độ nhanh như vậy thôi, còn những cái thuyền lớn hay xà lan thì phải là giảm tốc độ đi để đảm bảo cái an toàn. Thực sự là rất là nguy hiểm. Ở bên kia đường thì mình xem là có một số cái anh câu cá, mình sẽ zoom cho mọi người coi ha. Đây, bên này thì có một số con thuyền bỏ hoang ở bên đây này. Như là nhà người ta luôn, vừa nhà vừa thuyền luôn đó mọi người. Đó. Ở phía này thì có mấy anh câu cá này. Hai anh câu cá này. Ba anh câu cá luôn. Ghê các bạn. Đó. Khá là nhiều đang ngồi người đang ngồi câu cá đây nha mọi người. Đó, mình quay lại cảnh này cho bạn coi nha. Phải nói là rất là nguy hiểm như vậy. Dòng cầu này là đang lúc nước lớn, còn bên đây thì cái mố cầu này cũng có người sinh sống nè mọi người. À, mình phát hiện có một anh này sinh sống ở dưới cái mố cầu này. Cái trần anh làm gì đây nè mọi người. Đó, đây là cái thuyền của anh quá. Đây thuyền của anh này. Anh đang chơi trên cái mố cầu này. Mố cầu đầu lắm nha bạn. Chắc phải 400-500 mét ạ. 400-500 mét vuông ạ. Nó khá là rộng vậy. Rồi, mình xin tạm dừng clip tại đây nha các bạn. Nhớ là đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho mình nha. À, xin chào và hẹn gặp lại. Mình không phải là dân xuống nước cho nên là nếu như những cái từ mình dùng nó có sai sót thì các bạn bỏ qua nha mọi người. À, xin thông cảm cho mình nha. Bởi vì mình không phải là dân xuống nước. Mình thấy những cái thuyền ghe tàu thuyền đi lại thì mình thích thú, mình quay lại cho mọi người cùng xem thôi. À, mình xin tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.